Không thì hiểu người ta suy nghĩ như thế nào. Bây giờ mình có mỗi cái xe để đi chạy ship để kiếm cơm ăn mà người ta còn phá hoại cái tài sản của mình nữa. Shipper bị phá xe khi đi giao hàng, tìm chủ nhà nói chuyện thì bị chửi xối xả cùng loạt bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Theo lời kể của nam shipper, trong lúc đang đi giao một đơn hàng lồng xe điếu, anh này đã dừng xe trước cửa một nhà dân để vào trong lấy đồ. Khi quay ra, nam thanh niên bàng hoàng phát hiện chiếc xe của mình đã bị xô ngã. Phần đầu xe và cần số hư hỏng nghiêm trọng khiến anh không thể tiếp tục hành trình. Mình vào quán mình lấy đồ thì hai mẹ con này kia không biết đi đâu về. Thế là thấy xe mình để, mình chỉ để ở chỗ trước cửa thôi. Thế là họ không dắt ra, mà họ dắt một phát là họ đáp xe mình đi. Thế là bị ngã xe. Đây, xe của mình bây giờ này. Nhìn này, rồi chụp cần số này. Điều đáng nói là khi nam shipper tìm chủ nhà để nói chuyện, mong muốn nhận được lời giải thích và xin lỗi thì lại bị người phụ nữ lớn tuổi mắng nhiếc thậm tệ. Bà cho rằng việc để xe trước cửa nhà bà là sai và con bà đẩy ngã cần câu cơm của nam shipper chẳng có gì là không đúng cả. Có con nhá, có con đã biết dạy, được chưa? 40 tuổi đầu rồi, có con đã biết dạy, vẫn còn cãi cố, được chưa? Đẻ đứa con ra thì đẻ mẹ quả trứng luộc mà ăn. Video sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, gây ra làn sóng tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến tỏ ra đồng cảm bên vực nam shipper, cho rằng hành động của hai mẹ con chủ nhà là quá đáng, thiếu văn minh. Đặc biệt là khi biết rõ nam thanh niên này làm nghề shipper vất vả mưu sinh như thế nào. Báo công an tội phá hoại tài sản đi chứ, cứ thế mà nhà họ càng đà với người khác thôi. Ở đây càng cửa với nhau từng chỗ để xe đấy nên shipper thì lại càng bị bắt nạt. Báo công an xuống cho họ giải quyết ngay đi. Bên cạnh đó thì cũng có không ít những ý kiến cho rằng nam thanh niên đã sai khi tự ý dừng, đổ xe trước cửa nhà người khác khi chưa được sự đồng ý. Để tránh cửa nhà người ta ra thì không đến nỗi. Họ sai ok, nhưng mà bạn nên rút kinh nghiệm chứ không thể để xe như bạn nói được. Để trước cửa nhà người ta là không đúng rồi. Để xe như chỗ nhà của mình thì chả vậy. Hiện tại thì sự việc vẫn đang được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Mọi người nghĩ sao về câu chuyện của nam shipper này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!